Vâng, chào các bác, em là Hoàng Phương. Nay thì em cũng nên cho anh em thử ong với phiên bản ống nhòm với phiên bản mức giá đợt này thì nó vào chỉ vụ ong bò vẽ rồi. Thì em Phương có về được hai chiếc phiên bản ED cao cấp và em Phương lên video luôn cho các bác xem về hai phiên bản này. Đợt này thì giá ống nhòm ED cao cấp, ED Capter thì giá đã hạ nhiệt rồi. Thì em Phương sẽ mở hộp cho các bác xem hai con luôn. Thì một hộp ra thì nó đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Nói chung thì ED thì đây các bác này. Hai con này là phiên bản một con ED Capter, ED cao cấp. Nó sẽ đầy đủ mã vạch mã số cho các bác luôn. Em sẽ bóc đầu tiên bóc ra con ED Capter trước cho các bác. Phiên bản này trông nhìn rất ok. Phụ kiện thì hai con như nhau, nó đầy đủ bọc về khăn lau cao cấp này, về quyển sổ hướng dẫn bảo hành này, và tuy nhiên nó sẽ có quyển sổ bảo hành của EK rồi. Và em Phương lại có một cái tờ bảo hành của em Phương nữa để cho các bác yên tâm. Tờ bảo hành thêm của em Phương nữa và tặng thêm một cái dây đeo bản to nữa các bác nhé. Đây anh tặng thêm một cái dây đeo là tất cả hai dây đeo cho các bác, rất là nhiều cho các bác luôn. Các bác thì với cái hãng EK này thì rất là đẹp cho các bác rồi. Nếu như con hàng EK này thì cho các bác săn ong thì rất là ok, rất là có một cái buồng rất là nét và săn ong rất là ổn định cho các bác, thì các bác đi săn ong thì rất là yên tâm phiên bản này. Em nên cho các bác luôn vì các bác thử ong thì mua bên Hoàng Phương em cũng rất là nhiều rồi, thì các bác cũng phải yên tâm về chất lượng sản phẩm như nào và uy tín như nào, thì các bác cứ hỏi anh em bạn bè các bác xem. Thì mức giá em Phương thì để rất là tốt, thì em Phương thì bán thì rất là hời cho các bác luôn. Mức giá này em công khai giá cho các bác luôn để các bác đỡ phải chờ lâu. Các bác nào ưng ý sản phẩm thấy em Phương uy tín thì các bác nên chọn bên em. Đầy đủ hóa đơn cho các bác luôn, bảo hành Hoàng Phương này, bảo hành 2 năm cho các bác luôn, vì tất cả sản phẩm về lỗi sản phẩm như nào em Phương bảo hành hết cho các bác. Mức giá rất là ổn, phải chăng cho các bác. Đầu tiên thì em Phương lên cho các bác thử ong về phiên bản ED Capter trước đi. ED Capter này, đây là ED cao cấp cho các bác này. Hai phiên bản này thì nó sẽ đầy đủ kính của nó, thì nó củ kính BK4 và độ trắng phủ nó sẽ khác nhau một chút, chắc chắn là khác nhau các bác nhá. Về độ hoàn thiện của nó nữa, hoàn thiện cái chất liệu, cái góc nhìn, với góc nhìn của nó nữa thì các bác phải cân đối cho em. Với góc nhìn của nó thì hai con này thì nó chất lượng của nó thì em cam kết là chất lượng nó hàng nét, thì các bác cứ bảo là 8x 10x thì con nào nét hơn thì em Phương cam kết là hai con nét như nhau cho các bác luôn. Với bản ED Capter sẽ có hai vạch này, một vạch xanh, vạch đỏ, và ED cao cấp thì nó sẽ có một cái trường nhìn 326 feet cho các bác. Thì mức giá thì em Phương để cho các bác con ED cao cấp này chỉ có 4 triệu 3 thôi. 4 triệu 3 thì mức giá này thì so với năm trước thì nó rẻ hơn được tầm 4 500. 4 năm trước thì nó tầm 4 triệu 6, 4 triệu 7, năm nay thì em Phương để có 4 triệu 3 thôi, bao ship bảo hành 2 năm, nhận hàng kiểm tra đúng như hàng mới, hàng nét, không có cái lỗi sản phẩm gì thì các bác nhận hàng cho em Phương. Thì bên em thì rất là uy tín về bảo hành, về tất cả săn ong này, về ống nhòm này, các bác cứ hỏi anh em bạn bè các bác xem. Thì đã đặt hàng bên Hoàng Phương của em chưa, thì em luôn cam kết với hàng của bên đầy đủ mã vạch cho các bác luôn, EK132204 này đầy đủ cho các bác. Mức giá này thì con ED Capter em để là 2.500.000 đồng, ED cao cấp là 4.300.000 cho các bác. Thì với em chia sẻ cho các bác thì hai phiên bản này thì ED Capter, ED cao cấp thì mức giá thì đợt này giá hạ rất là sâu, cực kỳ sâu, 2.500.000 thì là bao ship bảo hành 2 năm, các bác nhận hàng kiểm tra test hàng ưng ý sản phẩm hàng nét thì các bác mới thanh toán tiền cho em, chứ không phải là em Phương bán hàng vớ vẩn thì các bác không cho các bác kiểm tra thì nó không nên. Thì em Phương luôn cho các bác kiểm tra hàng, thanh toán rất ok cho các em luôn. Tất cả mặt hàng bên em là chống nước 100%, nhận hàng kiểm tra test hàng thoải mái cho em Phương. Thế là phủ kính BK4 này, kính phủ hồng này, bên trong sẽ bơm kín nitơ, nó bằng thân hợp kim thì rất là bền cho các bác luôn. Bên ngoài sẽ bọc lớp da sần cho các bác luôn. Mức giá tầm trung này 2.500.000 này các bác nên chọn cho em Phương. Mức giá rất là tốt. EK này, cái khớp của nó thì rất là bền này các bác này. Rất là ok, mềm mại cho các bác luôn, rất là mềm mại các bác, khi dùng các bác vẫn khô mắt vào cho em Phương. Đây là cái nút chỉnh cận nọ các bác nhá. Về phiên bản ED cao cấp thì 4 triệu 3 thì các bác, thì mức giá thì cực kỳ tốt cho các anh em luôn, thử ong thì nên chọn cho em. Đây là vòng chỉnh diode, vòng chỉnh cận nọ các bác này, đây là vòng chỉnh nét các bác nhá. Đây là em sẽ so kính cho các bác xem qua luôn. ED cao cấp phiên bản V-Baron trường nhìn là 326 feet 42, zoom 10 lần cho các bác. Các bác có thể săn ong chỉ đến mùa xong ong bò vẽ này. Riêng mà em để ý rồi, cái ong bò vẽ nó bay rất là nhanh và nó về tổ tổ của nó thì các bác theo như các bác phản hồi lại cho em, cái con ong bò vẽ thì nó to,
nó bay thì cứ rất là nhanh so hơn với ong mật. Trước có mấy bác phản hồi lại cho em và em cũng đi săn bằng bò vẽ được một vài lần rồi thì tổ ong nó cũng to và nó đi là ong cắn lá đấy các bác. Thì các bác đi săn sắp đến mùa rồi thì các bác nên chọn những con ống nhỏ mấy 42 này thì độ phóng đại nó xa vì nó sẽ nét và nó cân đối mắt ok hơn, nó sẽ ổn định hơn với bản ED này. Ừ, các bác nào mùa sợ ong nào muốn tham khảo kỹ càng hơn có thể inbox qua Zalo cho em Hoàng Phương thì em Phương sẽ nên tư vấn cho các bác và gửi ảnh cho các bác xem kỹ càng hơn rồi các bác mới nên đặt hàng rồi, hoặc là các bác nếu mà chốt luôn thì các bác inbox qua ra số hotline của em Phương theo số máy 0968899302 để được tư vấn miễn phí. Và các bác có thể không mua bên hàng bên em được thì em sẽ tư vấn cho các bác một cái ống nhòm săn ong ok nhất, nét nhất để các bác đi săn ong các bác nhé. Ừ, các bác cảm thấy video em Phương hay cho em Phương xin một nút like và một đăng ký kênh để em Phương ra những video ống nhòm hay nhất để miêu tả review chi tiết nhất để cho các bác thử ong xem. Cảm ơn các bác, xin chào các bác.